chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, vé cạn lộc trời, gặp thời đổi đời giàu sang, an nhàn hưởng phúc lớn. Kính gửi quý khán giả, đặc biệt là cô bác tuổi Kỷ Hợi, những người luôn kiên trì và vững vàng trong suốt thời gian qua. Tôi hiểu rằng những tháng ngày vừa qua có thể không dễ dàng với cô bác. Chắc hẳn trong lòng cô bác đã từng có những lúc bối rối, mệt mỏi, khi cảm giác như mọi thứ đều chống lại mình. Công việc dường như không tiến triển, những cơ hội tưởng chừng đã đến lại dục đi, sức khỏe sa sút và tài chính vẫn cứ bấp bênh. Bao nhiêu lần cô bác tự hỏi, mình đã làm gì sai? Tại sao giận đen cứ đeo bám mãi vậy? Tôi hiểu rõ cảm giác ấy, những giây phút tưởng như không thể vượt qua được. Nhưng tôi muốn nhắn nhủ với cô bác rằng, đừng vội buông bỏ, đừng vội quay lưng. Bởi vì tôi mang đến một tin vui đặc biệt cho cô bác hôm nay, trong đúng 7 ngày tới, vào tháng 11 âm lịch năm 2024 này, một bước ngoặt quan trọng sẽ đến. Đây chính là thời khắc bí mật, một sự thay đổi động trời mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy trước. Cô bác sẽ được tiên đoán trước những điều sắp xảy ra, và điều này sẽ là chìa khóa giúp cô bác vượt qua mọi khó khăn đã qua. Từ đây, tài lộc, may mắn và thịnh vượng sẽ lần lượt tìm đến, bù đắp lại tất cả những gì cô bác đã phải chịu đựng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bác trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Những cơ hội tốt đẹp sẽ xuất hiện, mở ra một con đường mới đầy hứa hẹn, dẫn dắt cô bác đến một cuộc sống giàu có, viên mãn, tràn đầy tài lộc và may mắn. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thường mang trong mình một tâm hồn thuần khiết, hiền lành và nhân hậu. Họ là những người sống chan hòa, thân thiện và dễ gần, khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu mỗi khi tiếp xúc. Bằng tấm lòng nhân ái, người tuổi Kỷ Hợi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần đòi hỏi hay tính toán thiệt hơn. Họ làm việc tốt một cách âm thầm, không mong nhận lại bất kỳ sự chú ý hay khen ngợi nào. Điều này không chỉ thể hiện sự khiêm nhường mà còn là phẩm hạnh của một người sống hướng thiện, không để mình bị cuốn theo những hào nhoáng ngoài đời. Một trong những điểm mạnh nổi bật của người tuổi Kỷ Hợi là sự kiên nhẫn và bền bỉ. Dù gặp phải bao nhiêu thử thách, khó khăn trong cuộc sống, họ không dễ dàng bỏ cuộc mà luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Chính sự kiên nhẫn này là chìa khóa giúp họ vượt qua mọi chông gai để đạt được thành công. Họ không phải là người mạo hiểm, cũng không thích những thay đổi quá nhanh chóng. Nhưng chính trong sự chậm rãi và thận trọng ấy lại là cách tiếp cận vấn đề hiệu quả, giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Không chỉ trong công việc, người tuổi Kỷ Hợi còn rất chu đáo và quan tâm đến người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình. Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của họ. Họ là những người yêu thương, chăm sóc và hy sinh hết mình vì những người thân yêu, luôn tạo dựng một mái ấm ấm cúng và đầy tình thương. Tuy nhiên, đôi khi chính sự thận trọng quá mức lại khiến họ gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Họ thường khó chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc riêng tư với người khác, đặc biệt trong các mối quan hệ tình cảm, vì họ không muốn làm người khác phải lo lắng hay buồn phiền. Tính cách của người tuổi Kỷ Hợi còn thể hiện sự điềm đạm và bình tĩnh. Họ rất ít khi nổi giận và luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa nhã, ôn hòa. Tuy nhiên, khi đã đưa ra quyết định, họ sẽ kiên định và không dễ bị lung lay bởi những ý kiến của người khác. Sự kiên định này giúp họ có được sự vững vàng trong cuộc sống và đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, dù cho con đường đó có gian nan, vất vả đến đâu. Và vào những ngày cuối tháng 11 âm lịch 2024 này, những người tuổi Kỷ Hợi sẽ đón nhận những cơ hội để thay đổi vận mệnh. Đúng 7 ngày tới, thời gian này sẽ mang lại may mắn và tài lộc dồi dào cho họ, giúp họ đạt được những điều mà mình mong muốn, bù đắp lại những khó khăn trong quá khứ. Chính sự kiên trì và quyết tâm trong những ngày qua sẽ là yếu tố quyết định giúp họ gặt hái thành công. Những cơ hội tuyệt vời đang chờ đón, và nếu họ biết tận dụng, họ sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Thời gian này sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra cánh cửa tươi sáng cho người tuổi Kỷ Hợi, mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc cho tất cả những người tuổi Kỷ Hợi sẽ luôn giữ vững được phẩm hạnh, sự kiên nhẫn và lòng nhân ái để vững bước đi trên con đường thành công và hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về công danh sự nghiệp,
Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Kỷ Hợi sẽ bước vào một giai đoạn thăng hoa và phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Đây chính là thời điểm bạn sẽ nhận được những kết quả xứng đáng từ những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua. Được sao đế dưỡng chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt nguồn năng lượng tích cực đang bao quanh mình, tạo cơ hội để bạn vươn lên mạnh mẽ trong công việc, khẳng định được vị thế và năng lực. Đặc biệt, đây là thời điểm hoàn hảo để bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài, đồng thời cũng là lúc bạn đạt được những thành tựu đáng tự hào trong công việc. Sự nghiệp của bạn trong thời gian này sẽ gặp nhiều cơ hội thăng tiến nhờ vào việc thể hiện được bản lĩnh, khả năng lãnh đạo và sự quyết đoán của mình. Bạn không chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo ra những giá trị to lớn cho tổ chức, giúp doanh nghiệp hay công ty nơi bạn làm việc đạt được thành công vượt bậc. Bạn sẽ có cơ hội đứng đầu trong các dự án quan trọng, dẫn dắt đội ngũ vượt qua những thử thách khó khăn và khẳng định năng lực lãnh đạo của mình. Mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng và bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự tín nhiệm, sự kính trọng từ cấp trên, đồng nghiệp cũng như những đối tác xung quanh. Tuy nhiên, dù có nhiều cơ hội đến với bạn, trong giai đoạn này cũng có những thách thức cần bạn vượt qua. Cảnh giác với những kẻ tiểu nhân xung quanh, đặc biệt là những đồng nghiệp hay cấp dưới có ý đồ xấu. Những người này có thể giả vờ thân thiện, nhưng thực chất lại đang âm thầm tìm cách hạ bệ bạn để thăng tiến trong công việc. Để bảo vệ mình và sự nghiệp, bạn cần phải giữ vững lý trí, không để bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ đường mật hay những lời xúi dục từ những người có ý đồ xấu. Việc duy trì sự tỉnh táo trong mọi tình huống, nhận diện và giải quyết kịp thời các mối nguy hiểm là rất quan trọng. Từ góc độ chiến lược, bạn cần phải học cách lắng nghe và học hỏi từ người khác. Đừng tự mãn hay kiêu ngạo mà bỏ qua những ý kiến đóng góp từ cấp dưới hay đồng nghiệp. Những lời khuyên này có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn, tránh những sai lầm đáng tiếc trong công việc. Hãy luôn tạo ra một không gian hợp tác tích cực, nơi mọi người cùng chia sẻ ý tưởng, đóng góp cho sự phát triển chung. Sự nghiệp của bạn sẽ không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn giúp bạn xây dựng được một môi trường làm việc đoàn kết, nơi bạn và đồng nghiệp có thể đồng hành cùng nhau đi đến thành công. Trong suốt 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này, hãy chắc chắn rằng mọi quyết định bạn đưa ra đều dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng, không vội vàng, nóng vội. Hãy chuẩn bị tốt cho các kế hoạch dài hạn, đừng để sự nóng vội làm bạn mất đi cơ hội. Khi bạn giữ được bản lĩnh và sự điềm tĩnh, mọi thách thức đều có thể vượt qua và thành công sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Về tài lộc, tử vi trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 mang đến cho người tuổi Kỷ Hợi một nguồn tài lộc dồi dào, rực rỡ và đầy triển vọng. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn thực hiện các kế hoạch tài chính, đầu tư và tìm kiếm cơ hội làm ăn. Những tín hiệu tích cực từ các sao chiếu mệnh, đặc biệt là từ các sao nhị hợp, sẽ thúc đẩy bạn tiến xa hơn trên con đường tài chính, giúp bạn dễ dàng thu hút các cơ hội đầu tư thuận lợi và đạt được những thành công lớn. Một trong những yếu tố then chốt giúp bạn gia tăng tài lộc chính là khả năng xây dựng mối quan hệ xã giao. Người tuổi Kỷ Hợi nổi bật với tính cách hòa nhã, luôn giữ gìn sự chân thành và uy tín trong các mối quan hệ. Vì vậy, bạn dễ dàng xây dựng được mạng lưới đối tác và cộng sự đáng tin cậy. Những người xung quanh bạn sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác, mở ra những cơ hội đầu tư tiềm năng mà bạn không thể bỏ qua. Bạn sẽ nhận thấy rằng, nhờ vào những mối quan hệ này, bạn có thể không chỉ phát triển công việc mà còn tạo ra những cơ hội tài chính lớn, đem lại sự thịnh vượng cho chính mình và những người xung quanh. Với bản tính thông minh và nhạy bén, bạn sẽ có khả năng tận dụng những cơ hội tài chính mà người khác có thể bỏ qua. Những quyết định đúng đắn trong đầu tư và kinh doanh trong thời gian này sẽ mang lại những khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng đây là thời điểm bạn cần phải đưa ra những quyết định tài chính cẩn trọng. Việc lập kế hoạch kinh doanh rõ ràng và khoa học sẽ là yếu tố quyết định giúp bạn thành công. Hãy làm việc thật chăm chỉ, tìm kiếm cơ hội từ mọi nguồn và chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách. Chắc chắn rằng, với sự tỉnh táo và chiến lược hợp lý, bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng từ công sức đã bỏ ra. Một trong những điểm nổi bật trong giai đoạn này là khả năng hợp tác với những đối tác có tầm nhìn, mục tiêu giống bạn. Người tuổi Kỷ Hợi sẽ tìm thấy những đồng chí hướng, những đối tác cùng chung chí hướng trong công việc và đầu tư. Sự hợp tác này sẽ giúp bạn không chỉ đạt được những mục tiêu tài chính ngắn hạn mà còn xây dựng được sự thịnh vượng lâu dài, bền vững.
Những cuộc hợp tác này sẽ giúp bạn mở rộng quy mô công việc và kinh doanh, đồng thời tạo ra sự đồng thuận trong các quyết định và chiến lược chung. Tuy nhiên, việc giao tiếp rõ ràng và minh bạch với đối tác là điều quan trọng. Hãy luôn duy trì sự trung thực và tôn trọng trong mọi cuộc trao đổi, đảm bảo rằng mọi cam kết được thực hiện đầy đủ và chính xác. Đây sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững, từ đó tạo dựng được sự thịnh vượng trong công việc và tài chính. Cuối cùng, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng xứng đáng từ những đóng góp trước đây trong công việc. Các khoản thưởng nóng hoặc tăng lương sẽ mang lại cho bạn một nguồn tài chính ổn định, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Đừng ngần ngại chia sẻ những ý tưởng sáng tạo của mình với cấp trên, bởi đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực và tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, trong lúc tài lộc dồi dào, bạn cũng cần chú ý đến chi tiêu cá nhân. Việc quản lý tài chính hợp lý, tiết kiệm và đầu tư đúng đắn sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính lâu dài, tránh những rủi ro không đáng có trong tương lai. Về sức khỏe, trong đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Kỷ Hợi sẽ cảm nhận rõ rệt sự cải thiện về sức khỏe, đặc biệt là đối với những ai đang phải đối mặt với các căn bệnh mãn tính. Đây là thời điểm mà những dấu hiệu lạc quan về tình trạng thể chất sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn, mở ra cơ hội để tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái hơn. Nếu bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn về sức khỏe, thì giờ là lúc để bạn cảm nhận sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để duy trì trạng thái khỏe mạnh này, bạn cần phải chủ động hơn trong việc chăm sóc cơ thể mình. Vận động đều đặn, dù chỉ là những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay dưỡng sinh, sẽ không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn mang lại một tâm trạng thư thái. Những cử động đơn giản này sẽ giúp giảm căng thẳng, thư giãn đầu óc và tạo năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo. Đồng thời, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ rau xanh và trái cây sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hãy tránh các món ăn chế biến sẵn, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, đồ ngọt hay các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe. Điều quan trọng không kém là việc giữ cho tinh thần của bạn luôn lạc quan. Sức khỏe không chỉ là vấn đề thể chất mà còn là sự hòa hợp giữa tinh thần và thể xác. Hãy duy trì suy nghĩ tích cực, vì sự vui vẻ và tâm trạng nhẹ nhàng sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh. Đừng để những lo âu, căng thẳng trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hãy dành thời gian thư giãn, tận hưởng những phút giây bình yên và tận hưởng cuộc sống. Một chế độ sinh hoạt hợp lý, kết hợp với việc giảm thiểu căng thẳng và chăm sóc cơ thể một cách cẩn thận sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe bền vững. Hãy chú ý đến giấc ngủ, không thức khuya quá nhiều và đừng để công việc, lo âu cuốn bạn vào dòng xoáy căng thẳng. Để sức khỏe dồi dào, việc nghỉ ngơi đầy đủ và chăm sóc cơ thể đúng cách là yếu tố vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Về tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự ấm áp trong cuộc sống gia đình của người tuổi Kỷ Hợi. Đặc biệt đối với những ai đã có gia đình, đây là thời điểm hạnh phúc và yên ấm khi mọi chuyện trong nhà đều suôn sẻ. Dưới sự chiếu mệnh của các sao dưỡng gia, gia đình bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui, đặc biệt là tin vui về con cái. Những thành tựu mà con cái bạn đạt được sẽ là nguồn động viên lớn, mang lại niềm tự hào và hạnh phúc cho cả gia đình. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự gắn kết sâu sắc hơn trong những mối quan hệ gia đình. Điều này làm cho không khí gia đình trở nên đầm ấm, vui vẻ hơn bao giờ hết. Đối với những ai còn độc thân, dù tuổi đã cao, bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tươi mới trong các mối quan hệ xã hội. Bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn bởi sự điềm tĩnh, kiên nhẫn và sự từng trải trong cuộc sống. Những mối quan hệ mới sẽ đem đến cho bạn niềm vui và giúp bạn tìm lại những kết nối quý báu, từ bạn bè đến những người đồng cảm, thấu hiểu bạn. Thời gian này, dù tuổi không còn trẻ, nhưng bạn vẫn có thể tạo ra những tình bạn bền vững và tìm thấy sự đồng cảm, sẽ chia từ những người xung quanh. Đối với các bậc phụ huynh có con cái đã trưởng thành, bạn sẽ cảm thấy tự hào khi nhìn thấy những thành công mà con cái đạt được trong cuộc sống. Những cột mốc quan trọng mà con cái bạn gặt hái sẽ là niềm động viên lớn đối với bạn, khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật viên mãn, đầy đủ. Nếu gia đình bạn có con nhỏ, đây cũng là thời điểm để các cháu phát triển mạnh mẽ, học hành tiến bộ và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bạn sẽ cảm nhận niềm vui khi nhìn thấy sự trưởng thành của các cháu,
từ những bước đi nhỏ đầu đời cho đến những thành công lớn trong tương lai. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên khăng khít và gắn bó hơn, tạo thành một hệ thống tình cảm vững chắc, nơi mọi người luôn yêu thương, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian này chính là thời điểm để bạn cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của gia đình, nhìn nhận lại những khoảnh khắc đáng quý bên người thân và cảm thấy hạnh phúc viên mãn khi thấy mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, thành đạt và tràn đầy yêu thương. Lời khuyên đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch cho người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc trong mối quan hệ gia đình, dù đã có gia đình hay vẫn còn độc thân. Đối với những người đã lập gia đình, đây là thời điểm lý tưởng để tăng cường tình cảm với người bạn đời, đồng thời tận hưởng niềm vui khi con cái trưởng thành và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Với những người độc thân, bạn cũng có thể tạo dựng những mối quan hệ thân thiết và ấm áp, đồng thời nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh. Hãy giữ cho không gian sống của bạn luôn thoải mái, ấm cúng và tràn đầy yêu thương, vì đó sẽ là nguồn năng lượng thu hút những điều tốt đẹp. Về công việc và tài lộc, đây là thời điểm đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội lớn, nhưng sự thay đổi không sẽ không diễn ra dễ dàng mà đòi hỏi sự kiên trì, sáng suốt và quyết đoán từ người tuổi Kỷ Hợi. Dưới đây là phần luận giải chi tiết của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 theo hai giai đoạn trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch, khởi sắc nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Trong những ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch, vận trình công việc và tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có những dấu hiệu đáng mừng. Nếu trước đây bạn đã từng phải đối mặt với khó khăn, thử thách hay những rào cản trong công việc, thì giờ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu dần ổn định và khởi sắc. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt khi các vấn đề, mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên có sự chuyển biến tích cực. Những nỗ lực của bạn đã dần được ghi nhận và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được công nhận vì những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của mình. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn chủ động mở rộng các mối quan hệ xã giao, kết nối với những người có thể giúp đỡ hoặc chia sẻ những sáng kiến cải tiến công việc. Tuy nhiên, trong thời gian này, tài lộc của bạn sẽ không có sự bùng nổ mạnh mẽ, mà chỉ mang lại những khoản thu nhập nhỏ hoặc những phần thưởng từ công việc đã thực hiện trước đó. Các giao dịch tài chính sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng con số thu nhập sẽ không lớn. Tuy vậy, những khoản thu này vẫn giúp bạn duy trì sự ổn định về tài chính, mang lại sự an tâm trong công việc và cuộc sống. Từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, cơ hội lớn, sự công nhận và tiến bước vững chắc. Khi bước vào giai đoạn từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, vận trình công việc của người tuổi Kỷ Hợi sẽ có những bước tiến vượt bậc. Bạn sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng từ cấp trên nhờ vào những đóng góp nổi bật trong thời gian qua. Đặc biệt, nếu bạn đã chuẩn bị và lên kế hoạch cho các dự án lớn hoặc thay đổi chiến lược công việc, đây chính là thời điểm thích hợp để triển khai và hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Môi trường làm việc sẽ trở nên thuận lợi hơn, đồng nghiệp và cấp trên sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn trong những ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những nỗ lực của mình không còn bị bỏ qua, mà được ghi nhận và khuyến khích. Đây là cơ hội để bạn khẳng định bản lĩnh, thể hiện khả năng lãnh đạo và sự quyết đoán trong công việc, đặc biệt nếu bạn đang làm việc trong môi trường có tính cạnh tranh cao. Đừng ngần ngại thể hiện sức mạnh nội lực, sẵn sàng đối diện với thử thách và dẫn dắt đội nhóm đạt được những thành tựu mới. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn vươn tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp, đạt được những thành quả lớn lao mà bạn xứng đáng có được. Về tài lộc, trong khoảng thời gian này, tài vận của người tuổi Kỷ Hợi có xu hướng đi lên rõ rệt. Những giao dịch tài chính và đầu tư sẽ diễn ra thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bạn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải hết sức tỉnh táo và thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính. Nếu có kế hoạch đầu tư lớn, hãy chắc chắn rằng mọi quyết định của bạn đều được tính toán kỹ lưỡng, tránh để những quyết định vội vàng hay mạo hiểm làm ảnh hưởng đến tài chính của mình. Tuy tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, nhưng bạn cần nhớ rằng không có gì là chắc chắn tuyệt đối và việc lên kế hoạch tài chính chi tiết rõ ràng là điều quan trọng. Thận trọng trong các giao dịch sẽ giúp bạn đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn trong dài hạn. Kết luận, nhìn chung,
Từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch năm 2024 là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Công việc sẽ có những bước tiến rõ rệt, các mối quan hệ công sở trở nên hài hòa hơn và sự công nhận từ cấp trên sẽ là nguồn động viên lớn để bạn tiếp tục nỗ lực. Trong khi đó, tài lộc tuy không bùng nổ nhưng vẫn ổn định, mang lại cảm giác an tâm về tài chính. Quan trọng hơn cả, đây là thời điểm mà bạn có thể khai thác tối đa các cơ hội để phát triển bản thân, khẳng định khả năng lãnh đạo và mở rộng các mối quan hệ. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một tinh thần làm việc cẩn trọng, bạn sẽ có thể đạt được những thành công vượt bậc trong sự nghiệp và tài chính. Cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi trong những ngày tới, hãy tận dụng thời gian này để tiến bước vững chắc và đạt được những mục tiêu mà bạn đã đề ra. Những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959. Tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mang đến cho người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 một loạt cơ hội và bước ngoặt quan trọng trong công việc cũng như tài chính. Những ngày may mắn trong tháng này sẽ là thời điểm vàng để bạn phát triển sự nghiệp, củng cố mối quan hệ và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá chi tiết từng ngày may mắn để bạn có thể chuẩn bị tinh thần và tận dụng tối đa cơ hội. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, một bước đột phá mới. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Kỷ Hợi. Sau một thời gian dài nỗ lực làm việc chăm chỉ, bạn cuối cùng đã vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống. Nhờ vào sự kiên trì, không bỏ cuộc và luôn phấn đấu vươn lên, bạn đang đứng trước cơ hội lớn để có thể đạt được một bước đột phá mới trong sự nghiệp. Sự nghiệp của bạn trong ngày này sẽ nhận được sự chiếu mệnh của các ngôi sao tốt. Đây chính là thời điểm quan trọng để bạn tiếp tục nỗ lực nâng cao kỹ năng và kiến thức, mở rộng phạm vi công việc và tiếp xúc với nhiều cơ hội. Đừng ngần ngại chấp nhận thử thách mới, vì chính những thử thách này sẽ giúp bạn trưởng thành và gặt hái được những thành công lớn lao hơn. Đặc biệt, nếu bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô công việc. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng thành công sẽ đến một cách dễ dàng. Bạn cần duy trì sự chăm chỉ, kiên định và nỗ lực vượt bậc. Cơ hội kiếm tiền lớn mở ra, nhưng để có thể đạt được thành công, bạn phải tự mình lao động và không dựa dẫm vào người khác. Ngày 11 tháng 11 âm lịch 2024, thuận lợi trong sự nghiệp. Ngày 11 tháng 11 âm lịch 2024, vận may của tuổi Kỷ Hợi sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là trong sự nghiệp. Những ngôi sao tốt lành chiếu mệnh sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những cơ hội lớn. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng quy mô công việc, không ngừng nâng cao năng lực, cải thiện phẩm chất cá nhân để có thể đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội mới trong tương lai. Sự nghiệp của bạn sẽ tiếp tục thăng tiến và mở ra những cánh cửa mới, nhưng để tận dụng được cơ hội này, bạn cần phải nỗ lực hết mình. Đặc biệt, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã hội, những kết nối cá nhân và hợp tác với những người khác. Mở rộng mạng lưới và tạo dựng các mối quan hệ bền vững sẽ là yếu tố quan trọng để tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp của bạn phát triển. Tuy nhiên, trong ngày này, người tuổi Kỷ Hợi cũng cần giữ tâm lý thận trọng và ổn định để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Cần cẩn thận trong mọi quyết định, đặc biệt là khi có những thay đổi lớn trong công việc hoặc tài chính. Dù có vận may tài lộc, nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị kỹ càng, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Ngày 24 tháng 11 âm lịch 2024, cải thiện vận may, tăng cường nỗ lực. Ngày 24 tháng 11 âm lịch 2024 là một trong những ngày đặc biệt mà vận may của người tuổi Kỷ Hợi sẽ dần cải thiện. Được các ngôi sao tốt chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài chính. Tuy nhiên, để vận may này phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần duy trì sự siêng năng và nỗ lực không ngừng. Sự thành công không đến từ sự may mắn đơn thuần, mà đến từ quá trình lao động chăm chỉ và liên tục nâng cao năng lực bản thân. Ngày này, bạn cũng sẽ gặp nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp, nhưng những cơ hội này chỉ đến với những ai biết nhìn nhận và sẵn sàng thay đổi để thích nghi. Vì vậy, hãy tiếp tục tập trung vào việc cải thiện hiệu suất công việc, nâng cao kỹ năng cá nhân và tìm kiếm cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ. Những người bạn hợp tác trong thời gian này sẽ giúp bạn mở ra những cơ hội mới. Đồng thời, người tuổi Kỷ Hợi cũng cần chú trọng vào việc duy trì tâm lý ổn định và thái độ tích cực.
Hãy duy trì sự lạc quan trong mọi hoàn cảnh và luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội, thử thách mới. Đây là thời điểm để bạn trau dồi bản thân và phát triển các kỹ năng mềm, giúp bạn vững bước tiến tới thành công trong tương lai. Ngày 30 tháng 11 âm lịch 2024, bước đột phá về tài chính và sự nghiệp. Ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch 2024 sẽ là một bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp và tài chính của người tuổi Kỷ Hợi. Đây là lúc bạn sẽ cảm nhận được thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ, bạn sẽ được cấp trên công nhận, mở ra cơ hội thăng tiến và khẳng định vị thế trong công việc. Về mặt tài chính, ngày 30 tháng 11 là một ngày cực kỳ may mắn, mang đến cơ hội kiếm tiền và đầu tư sinh lời. Nếu bạn đã có những kế hoạch đầu tư từ trước, đây là lúc bạn sẽ thu hoạch thành quả từ những gì đã gieo trồng. Đầu tư và quản lý tài chính trong ngày này sẽ mang lại lợi nhuận cao, giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và tiến gần hơn đến mục tiêu giàu có. Những người tuổi Kỷ Hợi đã chuẩn bị từ trước sẽ có cơ hội đạt được những thành tựu lớn trong cả công việc và tài chính. Đây là lúc bạn có thể gặt hái những phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Hãy nắm bắt thời điểm để bước lên một tầm cao mới trong cuộc sống, nơi sự nghiệp và tài chính sẽ vững mạnh và giàu có. Kết luận, tháng 11 âm lịch 2024 là thời gian đầy may mắn và thuận lợi cho người tuổi Kỷ Hợi. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp và tài chính. Tuy nhiên, thành công chỉ đến với những người kiên trì, chăm chỉ và biết tận dụng cơ hội một cách thông minh. Vì vậy, hãy chuẩn bị tốt về mặt tinh thần và hành động thật quyết liệt để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chắc chắn bạn sẽ đạt được những thành công lớn trong thời gian tới. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là tuổi mang trong mình sức mạnh của sự kiên nhẫn, sáng tạo và mưu lược. Người tuổi Kỷ Hợi luôn có một tâm hồn lạc quan và tầm nhìn xa, điều này giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khi bước vào mối quan hệ hợp tác, việc lựa chọn những tuổi tương hợp và tránh xa những tuổi xung khắc là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những mối quan hệ hợp tác chi tiết, sâu sắc giữa tuổi Kỷ Hợi và các tuổi khác, từ đó giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn trong việc lựa chọn đối tác. 1. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tý. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Tý có thể mang lại nhiều tiềm năng phát triển, mặc dù đôi khi có những sự không đồng nhất trong cách làm việc giữa hai bên. Người tuổi Tý thường tỏ ra khó chịu khi phải làm việc với người tuổi Hợi, vì họ cảm thấy rằng cách thức làm việc của người tuổi Hợi thiếu quyết đoán hoặc đôi khi có phần trì hoãn. Tuy nhiên, sự may mắn và vận khí dồi dào của tuổi Hợi lại là yếu tố quyết định giúp giải quyết những mâu thuẫn này. Người tuổi Tý dù có những sự không hài lòng nhất định, nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ hợp tác này. Sự tương tác giữa hai tuổi này có thể tạo ra những cơ hội tài chính hấp dẫn, khiến cả hai cảm thấy có động lực hơn trong công việc. 2. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Sửu. Đây là sự kết hợp lý tưởng trong hợp tác làm ăn. Người tuổi Sửu vốn có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và đáng tin cậy. Điều này khiến người tuổi Hợi cảm thấy an tâm và hài lòng khi hợp tác. Người tuổi Sửu luôn giữ vững lập trường và trách nhiệm, điều này giúp tạo dựng môi trường làm việc ổn định và bền vững. Hợp tác giữa hai tuổi này có thể mang lại thành công vượt bậc vì sự kết hợp của sự kiên nhẫn, chăm chỉ từ tuổi Sửu và sự sáng tạo, linh hoạt từ tuổi Hợi. Đây là một mối quan hệ hợp tác mang lại hiệu quả cao, ổn định và lâu dài. 3. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dần. Hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Dần cần được xem xét kỹ lưỡng vì có thể phát sinh những căng thẳng trong quá trình làm việc. Người tuổi Dần thường có tính cách mạnh mẽ, dễ nổi loạn và đôi khi tỏ ra khó tính trong công việc. Trong khi đó, người tuổi Hợi có thể cảm thấy áp lực khi phải làm việc với người tuổi Dần do sự quyết liệt và năng lượng dồi dào của tuổi Dần. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người tuổi Hợi sẽ bị thử thách trong mối quan hệ này. Vì vậy, chỉ nên duy trì mối quan hệ hợp tác này trong thời gian ngắn, nếu không dễ gây ra căng thẳng, mệt mỏi. 4. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mão. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Mão là một trong những sự kết hợp thuận lợi và hứa hẹn nhất. Người tuổi Mão khéo léo, tinh tế trong công việc, luôn tìm ra những cách giải quyết sáng tạo và hiệu quả. Còn người tuổi Hợi lại thường xuyên tìm kiếm cơ hội kiếm tiền và có đầu óc chiến lược,
Sự phối hợp giữa sự khôn khéo của tuổi Mão và sự sáng tạo của tuổi Hợi sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp cả hai cùng đạt được những thành công đáng kể trong công việc. Cả hai tuổi này đều có tầm nhìn xa và khả năng nắm bắt cơ hội. Do đó, khi kết hợp, họ sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách và gặt hái được thành công. 5. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thìn. Sự hợp tác giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Thìn có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu cả hai bên đều nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, người tuổi Thìn có thể cảm thấy áp lực trong quá trình hợp tác vì đôi khi họ phải vận dụng tối đa khả năng của mình để đạt được thành công. Sự kết hợp này đòi hỏi cả hai bên phải có sự cống hiến lớn và phối hợp chặt chẽ để đạt được kết quả như mong đợi. Đây là một cơ hội tốt để cả hai tuổi cùng phát triển, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng vì đôi khi người tuổi Thìn có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. 6. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tỵ. Tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Tỵ. Mặc dù người tuổi Tỵ có chiến lược thông minh và tài năng, nhưng đôi khi họ có những mưu kế có thể làm tổn hại đến chính bản thân họ. Người tuổi Hợi có sự khôn ngoan và cẩn trọng, điều này sẽ giúp họ bảo vệ mình trước những tình huống bất lợi. Tuy nhiên, vì sự tính toán và mưu mẹo của tuổi Tỵ, người tuổi Hợi nên giữ một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ hợp tác này để không rơi vào những tình huống khó xử. 7. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Ngọ. Sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Ngọ không phải là một lựa chọn lý tưởng trong công việc. Hai bên có cách suy nghĩ, phương thức làm việc và lý tưởng hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn và khó khăn trong hợp tác. Nếu không thể tìm ra điểm chung trong cách thức làm việc và mục tiêu, sự hợp tác này có thể gây ra sự căng thẳng không đáng có. Vì vậy, tốt nhất là nên tránh xa mối quan hệ này, hoặc chỉ hợp tác trong những công việc nhỏ, ít rủi ro. 8. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mùi. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Mùi sẽ mang lại nhiều lợi ích và thành công. Người tuổi Mùi có khả năng nhạy bén và tinh tế trong công việc, trong khi tuổi Hợi lại có tư duy sáng tạo và khả năng tìm kiếm cơ hội. Sự kết hợp giữa tuổi Mùi và tuổi Hợi sẽ tạo ra những ý tưởng độc đáo và mang lại kết quả khả quan. Đây là một sự hợp tác có thể giúp cả hai bên phát triển mạnh mẽ và tận dụng tối đa tiềm năng của nhau. Cả hai đều có sức mạnh nội tại để thành công nếu biết cách phối hợp và phát huy ưu điểm của nhau. 9. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thân. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Thân không phải là sự kết hợp tốt đẹp. Người tuổi Thân thường khá ranh ma và có thể tìm cách chiếm giữ phần lớn lợi ích từ sự hợp tác này. Người tuổi Hợi cần phải thận trọng và tránh xa những giao dịch có thể gây thiệt hại cho mình. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên giữ khoảng cách để bảo vệ lợi ích cá nhân, tránh bị lợi dụng và tổn thất trong công việc. 10. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dậu. Hợp tác giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Dậu không mang lại nhiều kết quả tích cực. Dù đôi bên có thể duy trì mối quan hệ giao tiếp, nhưng khi đi sâu vào các dự án lớn, sự khác biệt trong cách tiếp cận công việc có thể khiến cả hai bên cảm thấy không thoải mái. Hợp tác chỉ nên dừng lại ở mức độ xã giao, không nên cam kết dài lâu để tránh những xung đột không cần thiết. 11. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tuất. Sự hợp tác giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Tuất có thể diễn ra thuận lợi, nhưng người tuổi Tuất cần phải thận trọng trong việc quản lý tài chính và sổ sách. Nếu không cẩn thận, điều này có thể khiến người tuổi Hợi cảm thấy bất mãn và gây rạn nứt trong mối quan hệ. Sự minh bạch và cẩn trọng trong mọi giao dịch sẽ giúp tạo dựng niềm tin và sự thoải mái trong hợp tác, từ đó giúp cả hai cùng phát triển. 12. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Hợi. Hợp tác giữa hai người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Cả hai đều là những người có tài năng và sáng tạo, vì vậy khi kết hợp sức mạnh của nhau, họ sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Nhân sinh cảm ngộ, biết đủ là hạnh phúc. Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc sống hiện đại, mỗi ngày trôi qua như một cuộc đua vội vã, nơi mà chúng ta dường như đang bị cuốn vào những lo toan không ngừng, những mong muốn khát khao dương tới những thành tựu lớn lao. Đôi khi, những khát khao ấy lại trở thành gánh nặng vô hình, khiến tâm hồn ta thêm căng thẳng, mệt mỏi. Chúng ta luôn mong muốn có nhiều tiền bạc, danh vọng, địa vị và những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, trong những giây phút lặng yên của cuộc sống, khi lắng nghe những lời dạy của Phật, chúng ta nhận ra một chân lý giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, biết đủ là hạnh phúc. Lời dạy này, mặc dù đơn giản nhưng lại chứa đựng một triết lý sâu sắc, có thể giúp mỗi chúng ta tìm thấy bình yên và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Biết đủ không phải là sự thỏa mãn, là từ bỏ ước mơ hay ngừng phấn đấu,
mà là một sự nhận thức rõ ràng về những gì mình đang có và sự biết ơn đối với những điều giản dị ấy. Nó chính là việc buông bỏ lòng tham, không còn đuổi theo những điều mà bản thân không thực sự cần. Biết đủ không phải là sự chấp nhận cuộc sống hiện tại mà không cố gắng thay đổi, mà là sự nhận thức rằng những gì chúng ta đang có chính là những món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng. Khi chúng ta biết đủ, chúng ta không còn cảm thấy thiếu thốn dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu điều hấp dẫn. Thay vào đó, chúng ta học cách trân trọng những điều nhỏ bé, những thứ mà trước kia có thể chúng ta đã từng xem nhẹ. Những điều ấy có thể là mái ấm gia đình, một công việc ổn định, những người bạn chân thành, hay chỉ đơn giản là sự an yên trong tâm hồn. Đức Phật đã từng nói rằng, lòng tham là gốc rễ của mọi khổ đau. Khi chúng ta không biết đủ, chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn và không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Lòng tham khiến chúng ta cứ mãi chạy theo những điều không bao giờ thỏa mãn. Một khi đạt được cái này, chúng ta lại muốn có cái kia. Chính vì vậy, cuộc sống trở thành một vòng quay không lối thoát, không bao giờ ngừng nghỉ. Biết đủ chính là sự giải thoát khỏi dòng xoáy ấy, là sự nhận thức rằng những gì ta đang sở hữu đã là quá đủ để mang lại hạnh phúc. Biết đủ còn là tôn trọng những gì mình đang có, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Khi chúng ta biết đủ, chúng ta học cách trân trọng những điều giản dị, không so sánh hay ganh đua với người khác. Bởi khi so sánh, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cảm giác thiếu thốn, bất an và ghen tị. Sự biết đủ giúp chúng ta hài lòng với những gì mình đã đạt được và nhận ra rằng hạnh phúc không phải là mục đích đến mà là một quá trình. Chúng ta không cần phải đuổi theo những mục tiêu xa vời mà quên đi giá trị của những khoảnh khắc hiện tại. Biết đủ không phải là sự từ bỏ ước mơ hay ngừng phấn đấu. Nó không phải là việc sống một cuộc đời an phận, mà là sự hài hòa giữa việc hướng tới mục tiêu và sự hài lòng với những gì mình đã đạt được. Biết đủ là khi chúng ta không còn cảm thấy mệt mỏi với những đích đến xa vời mà thay vào đó, chúng ta tìm thấy niềm vui trong từng bước đi, trong hành trình đi qua mỗi ngày. Cuộc sống hiện đại dễ khiến chúng ta cảm thấy lo lắng về những điều không thể kiểm soát, về tương lai mịt mù hoặc những thất bại có thể đến. Nhưng khi chúng ta biết đủ, chúng ta học cách buông bỏ những lo âu vô nghĩa, sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Phật dạy rằng không có gì là vĩnh viễn, tất cả đều thay đổi. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ không còn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực hay những lo sợ về tương lai. Biết đủ giúp chúng ta sống thanh thản, không bận tâm đến những điều chưa đến và tìm thấy sự bình an trong mỗi khoảnh khắc. Biết đủ cũng là một cách để tha thứ, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Mỗi chúng ta đều có những lỗi lầm, những điều tiếc nuối, nhưng thay vì mãi sống trong hối hận hoặc nuôi dưỡng những ác cảm, chúng ta có thể học cách buông bỏ, tha thứ và tiếp tục sống với tâm hồn thanh thản. Phật dạy rằng, tha thứ là sức mạnh lớn nhất giúp chúng ta giải thoát khỏi sự trói buộc của quá khứ. Khi biết tha thứ cho người khác và cho chính mình, chúng ta không còn ôm giữ những nỗi buồn, cảm xúc tiêu cực hay tổn thương từ quá khứ, và chỉ khi ấy chúng ta mới có thể tìm thấy sự tự do và an lạc trong cuộc sống. Biết đủ là tìm ra sự bình an trong tâm hồn. Chính khi chúng ta hiểu và thực hành lời Phật dạy về sự biết đủ, chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ gì quá xa xôi, mà chính là sự bình an nội tâm. Hạnh phúc không đến từ sự sở hữu vật chất hay thành công ngoài xã hội, mà từ sự an yên trong lòng mình. Khi không còn phấn đấu với những thứ ngoài tầm tay, không còn chạy đua với những ước mơ vô tận, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên ngay trong chính mình. Đó chính là chìa khóa để đạt được hạnh phúc đích thực. Lời Phật dạy về biết đủ không phải là lời khuyên chúng ta ngừng cố gắng hay từ bỏ ước mơ, mà là một lời nhắc nhở về sự hài lòng, về cách sống giản dị và trân trọng những gì mình đang có. Khi biết đủ, chúng ta sống trong bình an, không bị cuốn vào dòng xoáy tham lam và lo toan, và cảm nhận được sự hạnh phúc chân thật trong từng khoảnh khắc. Chính từ sự biết đủ ấy, chúng ta sẽ tìm được con đường đến an lạc và hạnh phúc nội tâm, sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa và an yên. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh.